quá, phê gì mà như nước lã vậy đó. Dạ chú. Ồ ba. Ừ. Dạ chú. Con cũng uống cà phê hả? À dạ uống cà phê. Cà phê uống được hả? Dạ đậm nha. Đậm. À. Dạ đậm mùi bắp á. Con này cái này là con vô tự pha là chú ghi sổ hay là con trả tiền luôn? Dạ 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 chắc chút nữa ghi sổ giùm con đi. Để chú biết chú tính. À dạ dạ. Chú tưởng lộn quán. Xui quá xui quá. Dạ 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 cảm ơn chú cảm ơn chú. Trời 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 trời. Dạ. Cái gì vậy Diễn? Sao vậy anh Quy? Em đang làm cái gì? Cái cột này nè em phải để bên hàng này, còn cái hàng này phải nằm bên cột này. Tại vì sao? Nó phải rõ ràng. Mình đang làm cái bảng thống kê số liệu, con số là quan trọng nhất. Mà em để kiểu này là chết rồi. Dạ. Đưa tay ra đây. Nhanh lên. Để em sửa lại. Con đang dạy em nói về cái gì vậy? Cái dạ. Chuyện nãy chú nghe nói gì à? Dạ. Cột phải chỗ này chỗ kia. Dạ đúng rồi. Tính xây chùa hay xây xây gì vậy? Đâu có chú, cái này là cái cột là nó được coi những con số, là cái số liệu này là kinh doanh, nó liên quan đến tiền bạc. Là con đang học của anh Huy á. Dạ, dạ đúng. Anh đang dạy học cho con đó ba. Dạ. Về thống kê số liệu tiền bạc. Dạ đúng rồi. Về kinh doanh. Là con đang dạy học thiệt á hả? Dạ đúng, dạy học thiệt. Cái này rất là quan trọng chú ơi. Cái này là liên quan đến cái cơ nghiệp của cả một công ty. Lỡ mà sai một con số là sụp đổ toàn bộ. Chú hiểu không? Là con đang dạy học cho ta. Dạ đúng, dạy học. Dạ. Con cũng muốn học. Dạ muốn. Cái này con thấy con có nhiều cái con không biết cho nên là anh Huy anh chỉ cho con á. Dạ. Muốn học á thì phải nghe lời anh Huy dạy nghe không? Dạ đúng rồi. Dạ. Học như vậy có tiến bộ như vậy là ba mừng. Nhưng mà Huy, dạ. Diễn dầu gì nó cũng là con của chú. Con dạy nó, con cứ dạy ha. Nhưng mà con đừng có đánh nó, nhiều khi chú sót á. Chú cầm lòng không được á. Dạ dạ chú. Dạ 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 để con sẽ dùng cách khác. Biện pháp khác không đánh nữa. Dạ. Chú cũng mong người gặp được thầy tốt để dạy cho con. Chú yên tâm đi chú, người ta nói mà muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy. Dạ. Mà muốn trò giỏi thì phải có thầy hay. Như là tánh chú thương con lắm. Dạ con thương biết. Con của chú á. Dạ dạ con biết, dạ. con biết. Dạ. Dạ dạ chú. Rồi làm đi, tập trung dạ, dạ. Đi. Em sửa lại cho từ từ. Cái ô này nè, phải bỏ qua đây. Rồi. Chú chạy. Ủa, thì cho con ly cà phê không đường, không đá, cà phê đen nha. Cho con mở mắt không nổi hả? Bây giờ mà con không có cà phê là con không tỉnh táo được trong ngày đâu. Không tỉnh táo được trong ngày? Dạ. Phải uống cà phê. Không mà con ngủ không được. Ngủ không được, uống cà phê nữa. Thì con phải uống cà phê, nguyên một ngày hôm nay con mới cầm cố nổi, không con đứng không vững luôn á. Chú sĩ ơi. Ơi. Ủa, anh Quang. Con uống gì con? Cho con ly cà phê không đường. Có ít đá. Con qua đây. Ủa chị Đào. Trời ơi Đào. Ủa Đào. Đào. Anh Quang. Anh Đào. Ủa anh Quang. Ủa như kỳ hả? Ủa trời ơi sai nữa rồi kìa. Trời. Nãy con có uống cà phê con chưa đưa tiền phải không? Dạ đúng rồi. Hèn chi hai người vô uống cà phê không lấy cà phê bỏ chạy luôn. Hả? Quán này bán chắc đắt lắm nè. Ây da. Con nãy chú nói kệ dạy nói từ từ em nó hiểu. Dạ dạ. Làm đi. Cột tay qua hàng này. Đào. Anh biết ngay mà. Em là chỉ lẩn quẩn em ve vãn vòng vòng trong đây thôi. Em rồi mắc cái gì? Dạ. Nãy giờ anh tìm em 4 chỗ mà anh vẫn không thấy em. Dạ. Tại sao em trốn anh? Tại sao em xa lánh anh? Tại sao em sợ anh? Tại sao em không muốn nhìn mặt anh? Thì tại... Tại anh đó. Ủa tại anh cái gì? Chứ còn gì nữa. Tự nhiên không cái... Anh ngỏ lời đường đột quá. Cái em chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Xong em... Vì cái chuyện đó. Dạ. Thật ra thì... Anh cũng hơi đường đột đó, nhưng mà anh thấy nó cũng phù hợp với cái thời điểm mà.
phù hợp đâu, phù hợp nó hơi gấp, nó hơi nhanh đó, chứ không có phù hợp lắm đâu nha. Những cái vấn đề trong cuộc sống á, cái gì mà cơ hội nó tới là mình phải nắm bắt liền, mình không có thời gian để mình suy nghĩ quá nhiều đâu, cơ hội nó tuột mất đó. Cái chuyện này với cái chuyện kinh doanh nó đâu có giống nhau được. Thì thật ra thì anh thấy là bản thân anh cần em, và công ty kiến nghiệp cũng cần em. Ủa, xí 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 đi mà anh cần thì đúng rồi, còn dính gì tới kiến nghiệp? Có chứ em, thì thật ra anh muốn là công ty kiến nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa, và anh thấy em là một người có nhân, và anh thấy em là một người có năng lực thật sự. Anh muốn em về công ty kiến nghiệp để cái vị trí mà anh đang cần đó, đó chính là một người quản lý nhân sự ở mạng xuất nhập khẩu của công ty, mà thấy nó hoàn toàn phù hợp với em. Wow. Anh thì đang tuyển dụng cái vị trí đó, kiến nghiệp cần em. là cái vụ mà hợp đồng lâu dài mà anh muốn ký là cái vụ đó hả? Ừ, đúng rồi. Em phù hợp với cái vị trí mà anh đang cần tuyển. Anh biết là mặc dù nó hơi gấp, nó hơi vội một chút, nhưng mà anh tin là em sẽ có một khoảng thời gian để em suy nghĩ lại cái đề xuất, cái cần đó của anh. Nha. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Có gì cứ nhắn cho anh. À, tại vì em xác định á, ở đây á là nó giống như là cái chi nhánh đầu tiên của em, chắc chắn em phải cố gắng em giữ cái này, và từ cái này em mới bắt đầu mở ra những cái chuỗi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và quan trọng á, sếp biết là sếp, anh sếp gọi đi em, sếp có biết là tất cả các chuỗi của em cái hướng đi như này, em vạch ra sếp coi thử, cái gì sếp tư vấn cho em ha.